với những con vi khuẩn mà đề kháng kháng sinh như vậy á thì chúng ta cũng biết rằng đối với những cái vi khuẩn ví dụ E coli và Klebsiella pneumoniae của chúng ta đó thì chúng ta cũng biết là tại Việt Nam cái tỷ lệ mà à, tiết ra ESBL á à, đối với những con vi khuẩn này mà chúng ta phân lập được tại bệnh viện là lên đến 55%. Và theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế đó, với một cái tỷ lệ như thế này thì cái kháng sinh đầu tiên chúng ta phải cho tức là chúng ta sẽ phải sử dụng những kháng sinh cặp ba penem À, hay là đối với lại cái uh, cái nhóm mà Pseudomonas và bacteria đó thì chúng ta thấy rằng trên cái những cái nghiên cứu tại Việt Nam, chúng ta thấy rằng cái tình hình Pseudomonas aeruginosa của chúng ta đó kháng với lại các ba penem nó gia tăng uh, trong 3 năm từ 2010 cho đến 2014 đó, thì đối với lại Pseudomonas nó tăng từ uh, 30% nó lên gần 70%, còn đối với lại Acinetobacter thì nó luôn luôn ở đề kháng ở mức độ cao. Uh, và với một cái tình hình mà à, mà mà chúng ta tìm hiểu như vậy ấy, chúng ta với cái thông tin như vậy thì chắc chắn rằng à, đứng trước một bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng phải nhập viện hoặc là bệnh nhân mà liên quan đến chăm sóc y tế thì chắc chắn bác sĩ chúng ta sẽ không thể tránh khỏi cái chuyện là chúng ta phải cho những kháng sinh cực mạnh cực rộng để có thể à, có thể là đối phó được với những vi khuẩn này và cái điều này thì à, à, có à, thực sự đúng hay không á? thì chúng tôi nghĩ rằng à, tốt nhất á, là chúng ta nên dùng một cái tiếp cận khác nữa để chúng ta tìm hiểu thực sự cái tác nhân mà à, vi khuẩn mà gây bệnh đó thực sự nó là cái gì thì à, à, chúng tôi à, có sử dụng một cái tiếp cận khác nữa đó là chúng tôi sử dụng cái tiếp cận mà real time PCR để có thể phát hiện được tác nhân gây à, à, viêm phổi thì trong cái tiếp cận real time PCR này chúng tôi à, sử dụng những cái à, Uh, kỹ thuật mà để có thể phát hiện được một lúc là 52 tác nhân uh, để có thể tìm hiểu thử xem thực sự là cái tác nhân gây uh, viêm phổi chúng ta như thế nào và chúng tôi áp dụng trong một cái nghiên cứu real uh, thì chúng tôi mới thấy rằng uh, trong cái nghiên cứu real thì cái uh, kết quả mà real time PCR để phát hiện cái tác nhân gây bệnh á, thì thực sự ra đó, chúng ta thấy rằng À, chủ yếu sẽ là hai tác nhân chính yếu là Streptococcus pneumoniae và Hemophilus influenzae. À, và đồng thời lại dĩ nhiên cái tỷ lệ mà phát hiện được những cái trực khuẩn gram âm nó cũng có tương đương với nuôi cấy nhưng mà những cái tác vi khuẩn này nó không phải chiếm đa số vi khuẩn chiếm đa số là Streptococcus pneumoniae và Hemophilus influenzae. À, à, và nếu như chúng ta nhìn đó, so với cái quả nuôi cấy thì chúng ta thấy rằng cái cái biểu đồ trong vấn đề mà real time chúng ta thấy rằng à, chủ yếu chúng ta sẽ là Streptococcus pneumoniae và hemophilus influenzae. Còn những tác nhân mà à, trực khuẩn Gram âm chúng ta thấy nó sẽ tương đương như là phương pháp nuôi cấy. À, chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là à, thực sự ra đối với lại một cái viêm phổi bệnh viện mà của người lớn phải nhập viện và kể cả những viêm phổi mà à, à, cộng đồng à, mà mà phải à, à, liên quan đến những cái à, mà COPD chẳng hạn thế thì à, cái tác nhân chính yếu của chúng ta đối phó vẫn là pneumoniae và hemophilus influenza à, chúng tôi cũng có à, thực hiện à, thêm À, một cái nghiên cứu nữa cũng dựa trên cái kỹ thuật real time này à, thực hiện trên cái bệnh nhân mà và viêm phổi cộng đồng phải ngoại trú á, mà sử dụng cái kỹ thuật real time PCR so sánh với nuôi cấy á. thì chúng tôi à, thực hiện trong những nghiên cứu mà gọi là cái nghiên cứu Ecre với nghiên cứu này chúng tôi thực hiện trên 157 cái bệnh nhân mà được chẩn đoán và viêm phổi cộng đồng mà ngoại trú thì với cái phương pháp mà real time cái tỷ lệ phát hiện được là 90.4% nuôi cấy thì cái tỷ lệ phát hiện được là 75.2%. À, và đồng thời cả nuôi cấy cũng như là cả uh, real time thì chúng tôi cũng đều nhận định rằng uh, chủ yếu cái tác nhân chủ yếu gây bệnh phát hiện được á, uh, đó là cái tác nhân là uh, Streptococcus pneumoniae và uh, hemophilus influenzae và đồng thời uh, chúng tôi cũng phát hiện được uh, những cái tỷ lệ của những cái tác nhân uh, ví dụ như là uh, tác nhân viêm phổi uh, uh, vi khuẩn không điển hình như là Uh, Mycoplasma pneumonia và uh, cũng có tên gần uh, 15% trở lên đó là cái tác nhân virus và lẽ nhiên là uh, nó có cái sự phối hợp trong nhiều tác nhân để có thể gây ra cái viêm phổi cộng đồng. Như vậy thì à, à, thông qua cái nghiên cứu mà nếu như chúng ta sử dụng cái tiếp cận nó tốt hơn thay vì chỉ sử dụng cái tiếp cận nuôi cấy không á thì chúng ta thấy rằng đối với lại cái viêm phổi cộng đồng cũng như là à, viêm phổi cộng đồng mà có COPD à, thì chúng ta thấy rằng cái tác nhân mà chúng ta đối phó chủ yếu là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae À, còn các vi khuẩn râm âm bệnh viện thì có tỷ lệ thấp hơn còn đối với lại cái viêm phổi cộng đồng mà ngoại trú thì những tác nhân này chiếm một tỷ lệ rất là thấp và chúng ta cũng phải thấy rằng nó có một tỷ lệ phát hiện được vi khuẩn không điển hình à, chính vì như vậy cho nên nếu như mà bác sĩ đứng trước những bệnh nhân mà bị viêm phổi và cộng đồng phải nhập viện, viêm phổi cộng đồng ngoại trú hoặc là có liên quan đến chăm sóc y tế thì cái kháng sinh bước đầu mà chúng ta hướng đến thì chúng ta nên hướng đến không phải là những vi khuẩn đa kháng mà chúng ta nên hướng đến với những con vi khuẩn chủ yếu đó là streptococcus pneumoniae và hemophilus influenzae thì như vậy thì à, chúng ta muốn sử dụng kháng sinh mà hướng đến những cái con vi khuẩn như vậy á, thì chúng ta phải biết là cái tình hình đề kháng của những con vi khuẩn này tại Việt Nam nó như thế nào thì đây là cái đối với tác nhân mà Streptococcus pneumoniae thì chúng tôi cũng đã à, đưa lên đây một cái tổng kết mà những nghiên cứu tại Việt Nam chúng tôi cũng đã thực hiện thì chúng tôi thấy rằng streptococcus pneumoniae hiện nay tại Việt Nam thì chủ yếu là nó kháng được với lại penicillin đường uống và nó kháng với macrolide ở cái tỷ lệ là trên 70%. à kể cả macrolide uống cũng như à thế hệ mới cũng như là macrolide thế hệ cũ và nó kháng với những kháng sinh thông dụng còn đối với lại hemophilus influenzae đó thì cái nghiên cứu mà xoa tại Việt Nam là cái nghiên cứu mà đa trung tâm và đa quốc gia chúng tôi thực hiện tại Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng đối với lại hemophilus influenzae tại Việt Nam cái chủ yếu về của vấn đề đề kháng đó là nó kháng với lại cái ampicillin bằng cơ chế tiết beta lactamase với cái tỷ lệ đề kháng vào khoảng cỡ 40% à, nhưng mà đối với macrolide thế hệ mới thì à, nó vẫn còn nhạy cảm à, à, còn đối với lại cái tác nhân thứ ba là Mycoplasma pneumoniae đó, thì hiện nay người ta đã ghi nhận rằng nó kháng với macrolide khá lớn trên nhiều quốc gia bằng cái cơ chế là đột biến ribosome. tại Việt Nam thì chúng tôi không có nuôi cấy Mycoplasma pneumoniae nhưng mà đối với kỹ thuật mà PCR thì chúng tôi cũng đã phát hiện được rằng cái tỷ lệ mà có mang cái gen đột biến 23S kháng được macrolide là khoảng 70% chính vì vậy cho nên vấn đề macrolide À, chúng ta cũng phải à, đặt cái câu hỏi đối với là mycoplasma pneumoniae tại Việt Nam thì chính vì vậy cho nên nếu chúng ta lựa chọn những kháng sinh để à, sử dụng trong điều trị những cái tác nhân mà đích nhắm đến streptococcus pneumoniae hay một hoặc là Moracella catalis hoặc là vi khuẩn không điển hình à, thì à, nếu như là chúng ta không có thể sử dụng được fluconazole thì chúng ta có thể sử dụng một cái là à, phối hợp giữa amoxiclavilanic acid à uh, phối hợp với lại cái macrolide thế hệ mới. Uh, tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng được uh, fluconazole thì cái fluconazole là một cái kháng sinh mà chúng ta có thể uh, bao phủ được những tác nhân mà chúng ta vừa kể. Và nếu như chúng ta muốn sử dụng fluconazole thì chúng ta phải hiểu được chúng ta muốn uh, nắm cho được là cái uh, hiệu quả mà của fluconolone in vitro đối với những tác nhân này như thế nào thì đối với hemophilus influenzae đó, thì muốn biết cái hiệu quả này chúng ta sẽ tìm hiểu cái MIC 90 của fluconolone đối với hemophilus influenzae thì chúng ta thấy rằng tất cả các fluconolone đối với lại hemophilus influenzae đều có cái MIC 90 à, tương đối thấp và à, à, đối với lại cái à, nghiên cứu tại Việt Nam cái MIC của fluconolone đối với hemophilus influenzae cũng là rất là thấp Đối với Moracella Catalyst cũng vậy, Flocanolone AMIC 90 cũng tương đối thấp. Nhưng mà đối với lại Streptococcus pneumoniae đó, thì nếu chúng ta phân tích tất cả các Flocanolone thì chúng ta thấy rằng cái Flocanolone mà có cái MIC thấp nhất đó là cái Moxifloxacin. Đặc biệt đó là đối với Việt Nam đó, thì chúng ta thấy rằng cái chín 90 của Moxifloxacin khá là thấp so với những cái Flocanolone khác và tại sao chúng ta nói về cái hiệu quả in vitro dựa trên MAC90 bởi vì thực sự ra nếu như chúng ta muốn biết một kháng sinh mà có hiệu quả tốt thì kháng sinh đó phải có cái MAC90 nó thấp hơn cái điểm gãy PKPD của kháng sinh đạt được trong trong dịch cơ thể ở nó thấp hơn thì chúng ta sẽ thấy nó hiệu quả tốt hơn. Còn ví dụ như mà cái MIC 90 mà nó cao hơn cái điểm gãy PKPD thì chúng ta sẽ dễ bị đề kháng. Chính vì vậy, cho nên chúng ta sẽ xem thử MIC 90 của Moxifloxacin thì thấp như vậy, thì cái điểm gãy PKPD của cái những cái kháng sinh mà Fluconolon chúng ta thấy như thế nào? Trên những cái điểm gãy PKBD này á thì chúng ta thấy rằng cái điểm gãy PKBD của uh, level uh, của Moxifloxacin đạt được á thì nếu như dựa trên cái diện tích dưới đường cong thì chúng ta thấy điểm gãy PKBD của nó đạt được là uh, đối với cái nồng độ tự do trong uh, uh, trong dịch cơ thể thì nó đạt được một uh, một microgram trên ml uh, và nếu nồng độ tổng thể nó đạt được 2 microgram trên ml và nếu như với cái uh, À, cái, cái, cái 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 điểm gãy PKPD như vậy và chúng ta so với lại cái MIC 90 thì chúng ta thấy rằng trong tất cả các fluoroquinolone thì cái fluoroquinolone là moxifloxacin là nó có cái điểm gãy PKPD cao hơn cái MIC là rất là cao. À, nó một 1 microgram trên 0.25 có nghĩa là nó đạt được cao hơn rất là nhiều trên cái MIC 90. À, và và nếu như đạt được như vậy á, thì chúng ta thấy rằng à, sử dụng cái um, Moxifloxacin á, chúng ta thấy rằng so với cái diện tích dưới đường cong á thì cái diện tích dưới đường cong của Moxifloxacin nó đạt gấp 100 lần uh, so với lại cái MIC 90 của uh, Streptococcus pneumoniae tại Việt Nam. Và chính vì như vậy cho nên chúng ta thấy rằng nếu xét về vấn đề sử dụng mà uh, để mà uh, ngăn cả ngăn chặn cái vấn đề mà bị đề kháng kháng sinh thì chúng ta thấy là Moxifloxacin là nó đạt được cái 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 hiệu quả này tốt hơn. Tại vì sao? Bởi vì với cái em IC 90 MPC tức là chúng ta gọi là nồng độ ngăn chặn đột biến á thì chúng ta thấy rằng cái Moxifloxacin có thời gian mà của cái nồng độ kháng sinh đạt được trên cái nồng độ ngăn chặn đột biến là có thời gian dài nhất tên những nghiên cứu người ta nhận thấy ở đây là có thể đạt được À, là lên đến là à, đối với mốc moxifloxacin mốc là cái là lên được tới 18 giờ trong khi so với những kháng tương khác thì cái thời gian mà đạt được cái à, trên cái nồng độ ngăn chặn đột biến nó thấp hơn. Vì vậy cho nên à, thông qua cái báo cáo này chúng tôi muốn đưa ra một số cái điểm chính yếu đó là chúng ta phải nhìn nhận một điều đó là hiện nay đối với viêm phổi cộng đồng hoặc là viêm phổi cộng đồng phải nhập viện viêm phổi cộng đồng ngoại trú thì tác nhân chủ yếu chúng ta phải đối phó đó là Streptococcus pneumoniae và Hemophilus influenzae và lễ nhiên cũng có một số cây những con vi khuẩn không điển hình hoặc là virus à, và đối phó với những tác nhân đó thì chúng ta phải hiểu về vấn đề đề kháng kháng sinh của những con vi khuẩn này tại Việt Nam và trong những cái dữ liệu mà chúng ta có được thì fluclozol là cái kháng sinh ít bị đề kháng nhất và khi chúng ta lựa chọn fluclozol thì tốt nhất chúng ta nên lựa chọn đặc biệt đối với Streptococcus pneumoniae một cái fluoro nào mà nó giúp cho uh, vi khuẩn ít bị đề kháng và uh, bị hiệu quả nhất thì chúng ta là nên lựa chọn và trong đó Moxifloxacin là kháng sinh mà chúng ta uh, có thể uh, nghĩ đến uh, xin cảm ơn quý vị uh, xin uh, trân trọng cảm ơn cái phần trình bày uh, rất